Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng cùng đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và huyện Hòa Vang gồm các ông bà Huỳnh Huy Hòa, Nguyễn Văn Vân, Trần Đình Dương, Phạm Thị Xuân Thúy đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Hòa Tiến trước kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10 và trước kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân huyện Hòa Vang khóa 11, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại đây, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố thông báo đến bà con cử tri thời gian tổ chức kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố cuối năm 2022, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 12. Thông báo nhanh về tình hình kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng năm 2022. Nhiều vấn đề mà bà con cử tri kiến nghị trong lần tiếp xúc trước đã được các ban ngành liên quan phối hợp giải quyết. Cử tri xã Hòa Tiến kiến nghị đến đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và Hội đồng Nhân dân huyện Hòa Vang nhiều vấn đề liên quan đến đời sống như tình trạng thiếu các thiết chế văn hóa, các tuyến đường giao thông xuống cấp do đơn vị thi công các dự án không đảm bảo công tác hoàn trả mặt bằng. Công ty cấp nước đã tăng cường thêm hệ thống nước thao từ An Trạch về cầu đỏ. Nhưng vấn đề nhà thầu thi công, công trình nối trên đã phải đào dọc tuyến đường DT65 lên để đặt ống nước. Nhưng khi làm hoàn trả lại mặt bằng chưa đảm bảo, chỉ trong thời gian ngắn mà đã xảy ra sụt lún làm mặt đường không còn bằng phẳng như lúc ban đầu. Về cái đường 409 đơn vị đi qua An Trạch và Lệ Xuân Hai á, là từ dưới lệ chợ Lệ Trạch lên tới cống chui đã làm xong, còn bên Hòa Khương làm về tới đập An Trạch còn một đoạn cỡ 1.500 m ở khu dân cư An Trạch và Lệ Xuân Hai á, xuống cấp trầm trọng và nhỏ đường nữa. Mưa bụi là xe đi chịu không nổi, học sinh đi học, nhân dân né tránh khi có xe tham gia trên đường. Cử tri cũng bày tỏ tin tưởng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo thành phố trong phát triển kinh tế xã hội và trong tiếp thu giải quyết kiến nghị của cử tri. Đồng thời mong muốn các đại biểu Hội đồng Nhân dân sẽ tiếp tục phát huy vai trò, giám sát việc xử lý kiến nghị của cử tri trong thời gian đến.